Sáng 11 tháng 4, Tòa án quân sự quân khu 5 xét xử phúc thẩm Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá quân đội, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sau khi gây ra vụ tai nạn tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận. Tại phiên tòa, sau phần làm thủ tục, hội đồng xét xử thông báo về việc bị cáo Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá quân đội, có đơn xin thỏa thuận dân sự. Theo nội dung cơ bản của đơn, bị cáo này thừa nhận thiếu quan sát khi chuyển hướng, gây tai nạn. Từ khi xảy ra tai nạn, bị cáo rất ăn năn hối hận. Bị cáo này mong tòa giúp đỡ để bản thân được thỏa thuận dân sự với gia đình nạn nhân và mong nhận được sự tha thứ, tạo điều kiện để làm lại cuộc đời. Sau đó, bị cáo này được tòa cho phép quay về phía cha mẹ của nữ sinh Hoàng Anh để xin lỗi, trình bày. Tòa đã hỏi ý kiến của đại diện hợp pháp của bị hại. Cha mẹ của em Hoàng Anh nói rằng tai nạn và những hành động sau đó của bị cáo là cố ý. Bị cáo không thành khẩn, nếu thành khẩn thì phải ngay từ đầu, đại diện hợp pháp của bị hại nói. Gia đình không đồng ý thỏa thuận dân sự, đề nghị xử theo đúng quy định của pháp luật. Phiên tòa tiếp tục làm việc. Theo cáo trạng, trong quá trình chuyển hướng xe, Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá một đơn vị quân đội đóng ở Ninh Thuận, đã va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh lái chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn. Do vết thương quá nặng, Hoàng Anh đã qua đời vào trưa cùng ngày. Khi đưa em Hoàng Anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị nên Minh đã nhờ người chú là Phạm Văn Võ nhận là người lái xe gây tai nạn. Sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra đã xác định người lái xe gây ra vụ tai nạn trên là Hoàng Văn Minh. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Minh phạt 14 tháng tù. Sau đó, người đại diện hợp pháp của bị hại và bị cáo kháng cáo bản án.